ra đời thôi. Thức dậy từ sáng đến tối, ngủ của văn mê Việt Nam. Nhớ đến nỗi mà có lúc khóc, tại vì ở xa, đang lên bây giờ, sớm ở Việt Nam là phải. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh, con cái thì thôi phải chịu, theo con. Tôi là Tuyết, Bạch Tuyết, là con gái đầu tiên của cha tôi. Cả bốn đứa con của bố có tên Hy Lạp và tên Việt Nam. Mà người Hy Lạp nhưng mà nhớ nhiều Việt Nam, quý nhiều Việt Nam, quý nhiều cái tiếng của mẹ. Các con tên ở Việt Nam hết, tên là Nguyễn Văn Thành, Bạch Tuyết, Bạch Nga, Tự Do. Còn thằng cháu tên là Minh, Hồ Minh, tại vì sinh đến 19 tháng 5. Tôi cũng nhầm nói Hồ Chí Minh, tôi nói Hồ Minh thôi. Bác Hồ đối với tôi là gọi Thánh, không phải người. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, chiến sĩ quốc tế Kostas Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao tặng huân chương hữu nghị và quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, ông trở thành người nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đã bao nhiêu mấy chục năm qua rồi, về nước rồi, tôi không ngờ tâm lòng của người dân cao cả với cái mục thế. Khi sang Việt Nam tôi hứa trước là có sẽ trung thành đến phút cuối cùng, mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Lần cuối cùng 2013, lúc đó cái sức khỏe đã yếu rồi, nhưng mà bố không nghe bác sĩ khuyên mình đừng về Việt Nam. Nói một lần, nếu mà tôi bị ốm thì cho tôi ở nước Việt Nam. Phải nhớ cái này. Cái này là xúc động. Các con ạ, à, bố nhắc lại là nếu như chết ở Việt Nam thì nên chôn tại Việt Nam. Điều này bố đã bàn với mẹ các con khi tên Kostas Seranis Nguyễn Văn Lập. Sau 12 năm, một chồng, một vợ sung sướng, tuy có lúc khổ, nhưng mà đã vượt qua được. May mắn, sống gần vợ con ở đất nước của tôi, nhưng xa nước Việt Nam, tổ quốc nhất đấu lòng của tôi.